em cảm thấy khóa học này rất thú vị và có nhiều điều bổ ích. Khóa học này rất tốt cho những người mà không kém giao tiếp. Em cảm thấy nội dung học rất bổ ích và giúp cho em nhiều thứ. Em thấy giảng viên ở đây rất tốt, rất chú trọng vào việc dạy. Sau năm buổi học em nhận thấy mình có thể là em cảm thấy mình tốt hơn và em ấn tượng vào buổi học đầu tiên nhất tại vì nó thú vị nhất và nó cũng hay nhất.